Em chào tất cả cô chú chị đã trở lại với kênh quen đó. Thì sau đây mình vẫn chia sẻ cái câu chuyện mà từ cái lúc mà kêu bằng là quy sang mà đến tại nhà cô Hồng Loan để giúp đỡ cho Hồng Loan. Thì tất cả cô chú chị cũng đã biết cái câu chuyện hiện tại bây giờ nó cũng đã phanh phui sự thật ra là quy sang đã quay xe. Anh ta cũng đã lên trên cộng đồng mạng mà anh ta khóc nức nở, anh ta cảm thấy anh ta rất là buồn. Nhưng mà tất cả cô chú anh chị cũng đã biết cái câu chuyện này buồn cái gì. Bây giờ mình đã quay xe, mình đã đứng về phía bên le le rồi, với hai bóng rồi. Thì bây giờ còn cái gì nữa đâu mà lên trên cộng đồng mạng mà mình buồn cái gì. Mình cũng đã biết cái bằng là đồng chung số phận với le le với cái bằng là hai bóng. Từ cái lúc mà anh hai đã quay xe rồi, bây giờ đem cái cô vợ của anh ta lên trên cộng đồng mạng mà khóc nức nở, giống như là bây giờ là Hồng ơi cũng lên trên cộng đồng mạng mà khóc nức nở. Thì cái câu chuyện này em muốn gửi tới Hồng Loan, Hồng Loan phải nên cẩn thận với Quy Sang về cái vấn đề mà cái bằng là bây giờ trong nhà đó, mình phải cẩn thận về cái vấn đề cái bằng là quay lén, hoặc là những cái vấn đề kia bằng đó là gắn camera, hoặc là những cái ghi âm ở trong nhà Hồng Loan. Hiện tại bây giờ phải cẩn thận. Từ cái lúc đó mà cô que mà đi ra khỏi nhà đó, thì Hồng Loan cũng đã kêu những anh em mà kêu bằng là biết về công nghệ mà kêu bằng là thông tin quay lén đó, cũng đã đến dọn dẹp sạch sẽ trong nhà rồi. Thì Quy Sang này cũng đến tại nhà cô Hồng Loan rất là nhiều lần, cho nên hiện tại bây giờ Hồng Loan phải nên cẩn thận về cái vấn đề là Quy Sang tặng cái gì cho Hồng Loan. Trong đó có cái gì, cái máy mà kêu bằng là photo, máy gì đó đó, trong đó nó có cài đặt kia bằng là gây kia bằng là quay lén hoặc là ghi âm hay không. Những cái gì mà Hồng Loan nói ra đó thì đều phía bên kia nó đều biết Hồng Loan đi đâu hoặc là làm cái gì, thì phía bên kia hiện tại bây giờ biết. Bây giờ thì cô chú anh chị cũng biết rồi đó, Quy Sang thì có đến nhà Hồng Loan nữa không, thì cái đó là do anh ta ngại ngùng. Bây giờ mình không đến là mình rất là ngại rồi, mình ngại bây giờ đến mà bây giờ mình đã quay xe rồi. Hồng Loan cũng đã biết từ trong tem là anh ta cũng đã quay xe quay lưng từ cái lúc mà chị Ni bị bắt ở Malaysia đó, mà anh ta lên trên cộng đồng mạng anh ta nói rằng anh ta không biết, không biết là chị Ni. Nhưng mà trong đó là bé cầm cũng đã ở trong nhà của anh ta, cũng đã kêu bằng là cũng đã học nghề đó, mà tại sao không biết được, tại sao không biết được. Mình ở trong tem mà mình có kêu bằng là Zalo với chị Ni rồi đó, với Hồng Loan rồi đó, với tất cả mọi người trong tem, mà anh ta lên trên cộng đồng mạng mà anh ta nói một câu rằng anh ta không biết gì đó, không biết gì luôn, không biết là chị Ni bị bắt ở Malaysia luôn. Cái câu chuyện mà trên cộng đồng mạng mà giờ nó rần rần rô rô trên cộng đồng mạng mà anh ta nói anh ta không biết, thì một cái câu nói kêu bằng là nó quá thất cười với cộng đồng mạng. Anh ta nghĩ rằng là cộng đồng mạng là cũng chỉ là những đứa bé, những người cái bằng là khờ khạo, những người cái bằng là ngu si, không có biết gì cái câu chuyện của anh ta. Anh ta cảm thấy là anh ta rất là khôn khéo, cái người mà kêu bằng cái người khôn á, cái người mà kêu bằng khôn ở quê tôi đầy luôn á anh Quy Sang, thật sự luôn, thật sự là cái người khôn ở quê tôi đầy. Hiện tại bây giờ thì Hồng Loan phải nên cẩn thận về cái vấn đề là kêu bằng là ghi hình, quay lén, ghi âm ở trong nhà của Hồng Loan. Từ cái lúc mà anh ta tặng quà hay là anh ta đến nhà của Hồng Loan đó, đó có ghi hình hay là quay lén gì không, hay là ghi âm hay không đó, thì bây giờ anh ta cũng đã rời khỏi. Thì những thông tin sau này thì anh ta cũng đã biết về những thông tin lịch trình của Hồng Loan sau này đi đâu về đâu, hoặc là nói chuyện với ai, hoặc là làm cái gì. Thì tại sao mà phía bên kia nó đều biết được, với cái con heo tay xanh đó, nó đều biết được cái câu chuyện là như thế nào đó. Thì anh ta cũng tâm sự với những thằng lính của ta, rồi anh ta cũng tâm sự với những người mà kêu bằng là nhắn tin chung hoặc ở trong tem chung đó. Anh ta cũng đã tâm sự, những thằng đó nó mới biết được cái câu chuyện là kêu bằng là Hồng Loan đi đâu, đi chỗ này chỗ kia đó. Thì bây giờ Hồng Loan phải nên cẩn thận từ lúc này, chứ không phải là chuyện đơn giản. Bây giờ là kêu bằng là Quy Sang đã quay xe 100% rồi. Nói về cái câu chuyện mà kêu bằng anh ta không biết về cái câu chuyện của chị Ni á bị bắt ở Malaysia, thì một cái câu chuyện này là nói chung là nó quá nực cười, nó quá nực cười luôn. Một cái đoạn kêu bằng live stream mà anh lâu giờ lên nói rằng là không biết về cái câu chuyện của chị Ni bị bắt ở Malaysia, rồi chị Ni làm cái này làm cái kia, anh ta không biết, làm sao mà không biết được cô chị, làm sao mà không biết. Nghĩ là người trong tem mà anh ta nói là bây giờ là anh ta không biết gì luôn, thì một người trong tem này á để làm cái gì cô chú chị, để cái bằng là để chưng kiển, hay là để chưng trong bàn thờ, hay là để cái bằng là lôi ra lôi vô để cho mọi người được biết, hay là anh ta đến vì lợi ích cá nhân của anh ta.
anh ta đến vì cái câu chuyện mà kêu bằng là lợi dụng Hồng Loan để bán hàng, để mở những cái kêu bằng là những cái shop kêu bằng là phun xăm của anh ta, cũng chỉ là những cái lợi nhuận của anh ta thôi. Tại sao mà mình mở cái tiệm mà kêu bằng là cái tiệm mà kế bên chỗ bán của Ba Tư đó, chợ An Đông đó, cái chỗ gần Ba Tư đó, mà tại sao mà Ba Tư kế bên mà anh ta cũng chẳng có kêu bằng là cũng chẳng có mời gọi Ba Tư đến để kêu bằng là ủng hộ anh ta. Khi đó anh ta cũng khai trương một mình, mà trong khi đó thì cô chú anh chị cũng biết rồi đó, YouTube thì nó quay rần rần lên á, rộ rộ lên vậy, làm sao mà không biết được. Ba Tư vẫn biết nhưng mà Ba Tư cũng buồn, tại vì bây giờ mày mời tao thì tao đi, mày không mời thôi, giống như mày biết tao thì tao biết lợi mày đó, còn mày không biết thì thôi. Cái câu chuyện đó Ba Tư sống rất là có tâm cô chị, mà anh ta không có tâm mà để sống, mà để kêu bằng là để kêu bằng là để đối nhân xử thế với người mà kêu bằng là Ba Tư. Cô chú anh chị có biết, ngoài đó ra thì cũng là chị Ni bị bắt ở Malaysia thì anh ta cũng chẳng biết gì mà anh ta cũng chẳng mời gọi là kêu bằng là chị Ni đến để khai trương thế này thế kia. Đến là anh ta sợ rằng, anh ta nói là anh ta sợ là kêu bằng là chạm mặt, nhưng mà anh ta đã đứng về phía bên kia rồi, đứng về phía bên kêu bằng là le le rồi, đứng về phía bên hai bóng rồi, thì làm sao mà mời gọi, làm sao mà mời gọi mà rủ những người này đến mà kêu bằng là ủng hộ cái khai trương của ta, của chúng cô chú chị. Từ những cái đó thì chị Ni cũng rất là buồn, và chị Ni cũng đã biết ở trong tem là anh ta cũng đã quay xe 180 độ từ cái lúc á kêu bằng là kêu bằng là hai bóng đó đã kêu bằng là cạch mặt với chị Ni và cạch mặt với Hồng Loan. Trong những thời điểm đó thì mình cũng đã biết rồi tại sao mà trong tem mà Hồng Loan rất là buồn, Hồng Loan rất là buồn, và Hồng Loan cũng biết cái câu chuyện này, nhưng mà tại sao Hồng Loan không nói được, không thể nào nói được, và không thể nào lên mà nói mà kêu bằng mà một lần cho hết được. Buồn cũng chỉ kêu bằng là cũng chỉ ấp ủ thôi, chứ ngoài ra làm sao mà tâm sự được. Cho nên từ những cái đó mà chị Ni cũng đã nhắn những cái status, thì mình cũng đã hiểu được là cái bản chất của kêu bằng là quy sang này như thế nào rồi. Bây giờ mà còn lên mà kêu bằng là biện bạch, biện minh, biện nga làm cái gì nữa. Khi mà mình đã quay xe nó an toàn rồi thì bây giờ mà lên biện bạch làm cái gì nữa, đem mấy con vợ mình lên để khóc lóc than thở làm cái gì. Ở đây á, là cộng đồng mạng cũng chẳng có muốn lôi kéo về cái câu chuyện mà kia bằng là sảy thai hay là hư thai đó. Cộng đồng mạng đâu có kêu réo, tự mình lên tự mình moi móc ra, tự mình khóc lóc, mình than thở, mình đem những cái đó ra để mình kêu bằng là mình cứu giãn được tình thế. Nhưng mà thật sự bây giờ tình thế nó đã không cứu giãn được rồi. Cộng đồng mạng bây giờ người ta đã ngán ngẩm về cái câu chuyện của Quy Sang rồi. Một người mà kêu bằng nó bản lĩnh bản lề cái gì, đi gặp người này người kia, tại sao trong những cái thời điểm đó, trong những cái thời điểm mà kêu bằng là Hồng Loan đó bị phía bên kia tấn công đó, mình không lên mình biện minh biện ngay cho Hồng Loan, mình không lên mình dập mình dù đi, mà bây giờ đụng tới miếng ăn, đụng tới chén cơm của mình thì mình đòi đi gặp người này mình đòi đi gặp người kia mình lên mình biện binh biện nga làm cái gì nữa. Trong câu chuyện này không ai mà kêu bằng không ai mà cứu giãn được tình thế cho Quy Sang đâu. Bây giờ cái người trong tem đó giống như chị Ni hay là Bích Trâm hay là những người yêu thương đó, người ta cũng đâu có lên mà người ta kêu bằng là người ta biện binh biện nga cho anh đâu. Đâu có ai mà lên mà biện binh biện nga. Tới bây giờ cũng tự mình làm, tự mình chịu, tự mình gây ra thì tự mình chịu. Từ cái lúc á mà Quy Sang đến nhà của Hồng Loan đó cũng chẳng ai biết là Quy Sang là ai, mà bây giờ tiếng tâm thì đã lừng lẫy rồi. Bây giờ là nói chung là đó cũng chỉ là nhờ Hồng Loan thôi, nhờ những người yêu thương, nhờ cộng đồng mạng, người ta yêu thương đó, người ta yêu thương Hồng Loan đó, người ta yêu thương luôn anh ta nhưng mà trong thời điểm mà kêu bằng là Hồng Loan bị dù dập thì anh ta là nằm im nằm dùng nằm im im re im ru không nói tiếng nào. Trong cái thời điểm mà kêu bằng là những cái kênh mà kêu bằng là Facebook đó, fanpage đó của anh em trong tem đó bị dùi dập bị kêu bằng là bị sập hết đó, đó thì anh ta an toàn. Mà trong thời điểm đó tại sao mình không lên tiếng, tại sao mình không cứu vãn tình thế, mình không lên tiếng đi rồi bây giờ mình lên tiếng làm cái gì, lên tiếng làm gì nữa mình quen với IT mà trong bây giờ mình lên tiếng làm cái gì. Trong thời điểm đó tại sao mình không mình quen với IT đó mình không cứu vớt cái kênh của chị Ni đi, cái kênh chị Ni rất là lớn theo bố fanpage cô chú chị, mà mình không làm đi, mà bây giờ mình lên mình nói được cái gì, mình lên biện bạch được cái gì
làm cái trò hề không à. Bây giờ nó đã lộ rồi thì lộ luôn đi Quy Sang ơi, lộ luôn đi. Đó thì em cũng chào hết tất cả cô anh chị nha. Bye bye cô chị.